ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Nga. Loạt đạn con từ tên lửa Atak rơi xuống bãi biển Crimea. Hamas nêu điều kiện tiên quyết về đề xuất ngừng bắn. Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh thảo luận vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tháng 7 này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ đến thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Hôm 25 tháng 6, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin Yuri Usakov đã xác nhận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới. Thời gian cụ thể sẽ được hai bên cùng thông báo trong thời gian tới. Theo người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Á-Âu, tại Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát Nadan Unnikrishnan, sự kiện này đáng chú ý do đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của ông Modi sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Hai nhà lãnh đạo sẽ chính thức gặp mặt sau 2 năm kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải CSO vào tháng 9 năm 2022 tại Samarkand, Uzbekistan. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của ông Modi là vào năm 2019 khi nhà lãnh đạo này tham dự diễn đàn kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok. Ông Unnikrishnan cho biết, Ấn Độ vẫn xem Nga là đối tác quan trọng trái ngược với đồn đoán. Ông đồng thời khẳng định rằng bất chấp tình hình địa chính trị phức tạp, mối quan hệ giữa hai bên vẫn theo chiều hướng tốt đẹp. Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga về xung đột tại Ukraine. Bất chấp áp lực từ phương Tây, New Delhi vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và thúc đẩy ngoại giao với Moscow. Quốc gia Nam Á này đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. New Delhi cho rằng chỉ có những đề xuất được cả Nga và Ukraine chấp nhận mới có thể dẫn đến giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Ông Unnikrishnan cho biết Ấn Độ luôn lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt đơn phương từ phương Tây. Năm ngoái, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar cho rằng phương Tây đang thu lợi từ các lệnh trừng phạt đối với Nga và phần lớn thế giới không đồng ý với điều này. Ông Unnikrishnan nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trong việc giải quyết các thách thức mà hai bên đang phải đối mặt. Ông cho biết có những vấn đề về các khoản thanh toán đang chờ Ấn Độ và Nga cùng nhau giải quyết. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tập trung khắc phục những hạn chế trong hợp tác kỹ thuật quân sự, mở rộng quan hệ kinh tế và giới thiệu các lĩnh vực hợp tác mới. Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí và đạn dược lớn nhất cho Ấn Độ. Trong năm 2023, Moscow đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho New Delhi. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, thương mại hai bên đạt 65,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm trước. Dù vậy, xuất khẩu từ Ấn Độ sang Nga lại không đạt được bước tiến trong những năm gần đây, dẫn đến tình trạng mất cân bằng thương mại. Đầu năm nay, đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết hai bên hướng tới đa dạng hóa thương mại song phương và đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng. Ngày 25 tháng 6, kênh Telegram Sevastopol KP đã đăng video quay từ camera giám sát ở bãi biển tại bán đảo Crimea, ghi lại khoảnh khắc các quả đạn con liên tiếp rơi xuống và phát nổ ở nơi có nhiều người tắm biển vui chơi. Trong video được nhiều hãng tin Nga đăng lại, những tiếng nổ trên bầu trời khiến người dân trên bãi biển đồng loạt bỏ chạy, một số bị vấp ngã trong lúc tìm cách thoát thân. Một quả đạn con đã phát nổ ngay cạnh một du khách, sau người này vẫn tiếp tục chạy, có vẻ như không bị thương. Đây được cho là những quả đạn con từ tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak-MS do Ukraine phóng vào Crimea hôm 23 tháng 6 sau khi đạn mẹ bị đánh chặn trên không. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 23 tháng 6, lực lượng Ukraine đã phóng 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak-MS mang đầu đạn chùm vào thành phố cảng Sevastopol tại Crimea. 4 quả bị phòng không Nga bắn hạ, song vụ nổ từ đầu đạn phân mảnh của tên lửa thứ 5 đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Nga tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm với vụ tấn công khi không những cung cấp tên lửa Atak-MS để Ukraine sử dụng trong vụ tập kích mà còn trực tiếp thiết lập tọa độ bay của các quả đạn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, sự tham gia trực tiếp của Mỹ đã khiến dân thường Nga thiệt mạng, điều không thể không hứng chịu hậu quả. Nga cũng đã triệu đại sứ Mỹ để bày tỏ phản đối, trong khi đó Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ và Ukraine sẽ bị thiêu rụi trong địa ngục vì gây ra vụ tấn công ở Crimea. Đáp lại, người phát ngôn Lầu Năm Góc Charlie Diaz khẳng định Mỹ không liên quan sự việc do Ukraine tự chọn mục tiêu khi tiến hành hoạt động quân sự. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nhấn mạnh bất cứ thương vong về dân thường nào cũng đều là thảm kịch. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Mykhailo Podolyak ám chỉ rằng bán đảo Crimea là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông nói,
Crimea là một trại lính và nhà kho quân sự lớn. Tại đây có hàng trăm mục tiêu quân sự mà Nga đang tìm cách che giấu và ngụy trang. Năm ngoái, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine số lượng không xác định tên lửa ATACMS phiên bản M39 mang đầu đạn chùm. Nó có tầm bắn 165 km, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M-74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Khi kích nổ, tên lửa phát tán các quả đạn con trên diện tích gần 110 km2, có thể gây sát thương trên diện rộng với người và phương tiện. Nga từng nhiều lần chỉ trích Mỹ chuyển đạn chùm cho Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, Washington đã chuyển giao cho Kiev biến thể ATACMS có tầm bắn xa hơn là 300 km, nhưng không rõ là phiên bản dùng đạn chùm hay đầu đạn đơn nhất. Liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông, ngày 25 tháng 6, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ đề xuất ngừng bắn nào đối với dải Gaza, nếu không đảm bảo việc Israel rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực này. Ông Haniyeh cũng nhấn mạnh rằng Hamas đã thể hiện sự linh hoạt tối đa và chấp nhận tất cả các đề xuất được đưa ra về điều kiện ngừng bắn, chấm dứt đối đầu và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để đảm bảo lệnh ngừng bắn, cung cấp viện trợ và nhu yếu phẩm cho người dân tại đây. Liên quan tới các thỏa thuận tương lai về Gaza, ông Haniyeh nêu rõ tất cả các ý tưởng về hậu xung đột và thỏa thuận nội bộ về dải Gaza phải hoàn toàn là của người Palestine và không bên nào có quyền can thiệp, kể cả lực lượng chiếm đóng hay bất kỳ thế lực nào khác. Tuyên bố trên của ông Haniyeh được đưa ra sau khi máy bay Israel tấn công tên lửa vào ngôi nhà của gia đình ông trong trại tị nạn Ansati phía bắc dải Gaza, phá hủy hoàn toàn căn nhà này. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA Philippe Lazzarini nhận định tình trạng hỗn loạn tại dải Gaza đang diễn biến nghiêm trọng hơn khi các băng nhóm buôn lậu hình thành và gây thêm khó khăn trong hoạt động cung cấp viện trợ. Phát biểu với báo giới, ông Lazzarini nhấn mạnh, về cơ bản, chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng đổ vỡ gần hoàn toàn về luật pháp và trật tự. Theo ông, một phần của tình cảnh trên là do sự gia tăng của các băng nhóm liên quan đến buôn lậu thuốc lá. Bên cạnh đó, Giám đốc UNRWA cũng cho biết cơ quan này chỉ có thể đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động đến cuối tháng 8 tới. UNRWA chịu trách nhiệm điều phối gần như mọi hoạt động nhân đạo tại Gaza. Hồi tháng 1 năm nay, cơ quan này từng phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng ngân sách do nhiều quốc gia tạm ngừng tài trợ, xuất phát từ cáo buộc của Israel cho rằng một số nhân viên UNRWA hoạt động tại Gaza dính líu đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Theo ông Lazzarini, khoảng 190 địa điểm, 50% cơ sở hạ tầng của UNRWA đã bị tấn công, hư hại kể từ khi xảy ra xung đột tại dải Gaza. Ông Lazzarini nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình đối với các cuộc tấn công vào các cơ sở của Liên Hợp Quốc và nhân viên nhân đạo, đồng thời cáo buộc rằng những hành động này vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Sáng ngày 26 tháng 6, hãng tin Yonhap đưa tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp an ninh để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thứ hai, ông Jin Sung-hwan, đã chủ trì cuộc họp ngay sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông nước này vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương. Tham mưu trưởng Liên quân GCS cho biết vụ phóng dường như đã thất bại và lực lượng chức năng nước này đang tiến hành phân tích chuyên sâu. Các nguồn tin cho biết Triều Tiên dường như đã bắn thử một tên lửa siêu thanh, mặc dù cuộc thử nghiệm kết thúc thất bại sau khi tên lửa bay được khoảng 250 km. Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Triều Tiên chỉ trích sự hiện diện của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tại cảng Hàn Quốc và cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với động thái này. Bên cạnh đó, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng nói rằng Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra Đông Hải, hay còn gọi là Biển Nhật Bản, khu vực nằm ở phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đã bay tới độ cao 100 km và bay xa 200 km trước khi rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng đây có lẽ là một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm thất bại. Vụ phóng tên lửa gần đây Triều Tiên thực hiện là vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên triều gia tăng khi Triều Tiên liên tục gửi bóng bay chưa rác sang Hàn Quốc. Bình Nhưỡng giải thích rằng hành động này nhằm trả đũa việc nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay chứa chuyển đơn chỉ trích lãnh đạo Kim Jong-un qua biên giới. Đáp lại, Seoul đã đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự với Bình Nhưỡng và khởi động lại một số chương trình phát sóng tuyên truyền từ các loa phóng thanh dọc biên giới.
Theo các nhà quan sát, mặc dù cách thức đáp trả gần đây của Triều Tiên đối với việc phát tán tờ rơi từ các nhà hoạt động Hàn Quốc là không thông thường, nhưng việc chọn cách đáp trả bằng các phương thức phi quân sự cho thấy có vẻ như Triều Tiên đang tránh xung đột trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phân cực. Dẫu vậy, các nhà phân tích đều nhận định những phản ứng sắp tới của Hàn Quốc sẽ quyết định những bước đi tiếp theo của Triều Tiên.